sắt đây nè, anh cho phải trong. Rồi đi Jockey 20 ngựa nha bà con. Con số 1 giờ thử con kia. Giờ em thử con kia nha. Rồi chào bà con nghe, hôm nay thì bà con mấy con Jockey nè. Jockey 20 ngựa, 30 ngựa nè, con này 20 ngựa nè con. 20 ngựa ba mái nha. Mái bự chà bá luôn. Hóc bát 7 màu luôn bà con. Rồi chích thử chảy cho bà con coi từng con nha. Con này đây con đây. Jockey. Mưa rồi chùm lại, chạy hết rồi bà con. Hết mưa test thử cho bà con coi. Mái cũng khá được nè, ốc mát vẫn còn đẹp nè. Còn 7 màu vẫn còn được. Nó có cục sạc, kích cục sạc rồi cái cục cái vót sạc bà con, ngắt ra đầy là động ngắt luôn nè. Nó tắt heo bằng điện luôn nè, bà con bấm kích điện là động tắt nè. Khỏi cần bịt bô lửa, bô e, khỏi cần bịt bô e. Jockey. Nó là 117 20 ngựa nha. Alo. Không có, em không gành nữa. Em chỉ bán hai chế à. Dạ. Em không gành. Dạ. Đây, còn khá đẹp con heo bổng rồi, còn đỏ ao 7 màu nè. Đây con nè, chùm bao rồi, chùm mưa. Ngồi rảnh thử cho thử bà con coi. Jockey 20 ngựa. Còn đây Jockey 30 ngựa. Đây Jockey 30 ngựa. Quá bự luôn. Bô e bô lơ còn luôn nè. 30 ngựa đây. Bự chập bá luôn. Quá bự. Jockey 30 ngựa nha bà con. Còn có cái bí đây là con chạy phát điện kéo bơm nước luôn nè, tắt điện rồi còn luôn nè, que bô lửa còn luôn, que chứ bô lửa không còn. Okay. Ở trong còn đẹp rồi con, ít xài trắng tươi nè, trong còn 7 màu luôn, con này chưa xài nó chưa đổ hơi nè. Còn 7 màu luôn ha, màu đẹp. Jockey 30 ngựa. Còn đây máy hay nè, là con C45 9 ngựa rưỡi, 3.000 vòng trên phút. Con này chạy rồi, ngon lành. Con chạy giỏ là tốc độ với chạy bung để phát điện là ok. Đi Jockey bô bổng rồi còn luôn. Cái con này bô còn cũng hới nè con, ít xài. Đây nè, con này bô còn trắng ít xài nè, thấy không? Trắng tươi ở trong nè. Bô e bô lửa mà trắng ít xài lắm nè, trong thịt nhắc tươi. Cô em muốn hới nè, tem bổng rồi còn luôn, Tokyo nè. Con ít xà nước rồi còn luôn nha, nước còn luôn, ngon lành. Con về xài thôi, chạy vỏ chạy ghe đồ ngon lành, tốc độ lẹ luôn, quá đã. Lọt không? Vô lọt không? Ờ. Ờ chạy cho. Thử thử không lọt không? Cái bánh gì hết hồn bánh vậy trời. Lọt. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Jockey 20 ngựa, Jockey 30 ngựa, 3 mái nha. Tốc độ trung bình nó khoảng 2.600 đến 2.800 nha con. Này, diện tích xe lăn nó cũng cỡ tắt máy à. Quá bự. Còn điện đài còn nguyên luôn. Vậy báo tốc độ vòng quay máy nè, số vòng quay máy quá đã. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.